Mình đã đàng hoàng là ta giới thiệu cho nhau á, ta sẽ đến ủng hộ mình à. Còn nếu mình bán mà mình chặt chém bán tầm bậy tầm bạ, ta ăn đúng một lần ta không bao giờ quay lại các bạn ơi. Mình không có thể duy trì ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác được, đúng không các bạn? Bạn làm gì các bạn có cái tâm là bạn sẽ thắng lợi thôi, đúng không? Ê, mình thấy đã không? Lá lốp nè, thì có thịt ba rọi nữa. Có cái là mình cái hai loại nước nước chấm đây nè, đây nước mắm, cái này nãy là nước cái gì. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn vào cái quán ăn mà rất lâu rồi, nó có từ lâu lắm rồi. Thôi mời theo các bạn, mình sẽ hướng dẫn bạn vô đây mới biết luôn nha các bạn. Rồi theo chân mình nha. Anh chuẩn bị nước ha. Đây địa chỉ đây, địa chỉ trên đây đó bạn. Đây mình mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ anh? Đây, từ 11 giờ. 11 giờ đến 9 giờ tối. 11 giờ đến 9 giờ tối hả? Dạ. Dạ chuẩn bị mình đem đầu ra nướng ha. Đúng rồi, mình làm cho than đó. Ê, mình vô mình quay sơ đây các bạn xem ha. Đây, đây bán là nem lụi bò lá lốt Đà Nẵng xương các bạn, có địa chỉ nè, 333/1 Vạn Kiếp, phường 3 Bình Thạnh nha các bạn ơi. Có số điện thoại luôn nha, đây ghi số điện thoại ha. Đây có Now nè, Foodie nè, Grab Food nè, có giao hàng hết luôn. Anh quay trong đây đi, vô trong phía trong. Đây có xe bán bánh tráng nữa các bạn. Đây, đây là cô chủ bán bánh tráng. Mình mở cửa từ mấy giờ tới mấy giờ em? Dạ em bắt đầu mở từ 10 giờ cho tới 9 giờ. 10 giờ đến 9 giờ. Mở cửa là từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối nha các bạn. Đây, đây menu. Đây có những cái bánh tráng này ha em. Dạ đúng rồi. Đây bánh tráng, còn menu của này là bên em có ăn vặt cũng thôi. À đây các bạn. À, tuổi thơ ngày xưa. Dạ. Mình mở là được lâu chưa em? Dạ em mới mở được 2 tuần. À, thôi thôi mình bán lại ở đây không hả? Có bán đâu nữa không? Dạ em chỉ bán ở đây thôi. À, đây mình quay menu cho các bạn xem ha. Đây, có số điện thoại nè. À, quá trời món luôn ha. Đây. Món ăn vặt này tuổi thơ nè. Em quay đây nè em. Em làm một thử đi, cái nào ngon ngon á, em làm cái thử cho anh đi, một hai bịch gì đi. Dạ. Đi giới thiệu cho các bạn xem. Tên Cô Vi luôn nè, bên trán Cô Vi. Cô Vi, tại vì em tên Vi, chứ không phải là do. Nhớ nha, em này tên Vi. Dạ. Mình gọi là Cô Vi chứ không phải là gì nha các bạn. Đọc sai là mệt đó nha. Giờ mình nướng chưa anh? Mình vô mình gọi món. Vô mình gọi món gì đi rồi anh chủ sẽ nướng. Ủa đây. Dạ. Chị, em gọi mấy món đây. Mình ăn cái gì vậy? Em kêu cái gì vậy? Sáu bò lá lốp, hai phần nem. Chị làm cho em cái đó nha chị. Dạ. Đó chị lại chị làm á anh. Rồi mình đi ra đây rồi bạn. Rồi chị làm cái đó mà em.
Giờ mình làm luôn hả chị? Để coi mà mình coi chị làm luôn nha các bạn. Đây bún. Thường khách gọi mình mới làm đúng không chị? Dạ đúng rồi. À. Khách gọi thì em nướng mới làm, không có làm trước. À, cơm gắn này kìa. Ờ. Hai bún mắm mà đổi một cây bò thành một cây nem. Đà Nẵng xưa là sao vậy? Cái nguồn gốc là sao chị kể cho nghe được không? Dạ nguồn gốc của Đà Nẵng xưa thì nhà em vẫn bán ở ngoài Đà Nẵng á. Dạ. 40 mấy năm rồi, giờ em vô đây em mở. Dạ. Em lấy tên Đà Nẵng xưa để cho nó khỏi bị lầm những cái quán khác. À. Dạ. Ngày xưa là mình cũng đã từng bán ngoài kia rồi hả? Dạ đúng rồi, nhà em vẫn còn đang bán ngoài đó. À. À, ngoài nhà ngoài Đà Nẵng vẫn còn bán cái này hả các bạn? Dạ, 46 Nguyễn Thái Học nha mọi người. À, 46 Nguyễn Thái Học, thành phố Đà Nẵng. Dạ. À. Đây là nước chấm gì chị? Đây là nước chấm gia truyền nhà em ạ. À. À, nước chấm gia truyền là công thức riêng của chị này. Dạ, đúng rồi. Dạ. Đây, ngon quá các bạn. À. À. Múc cho anh hai vị luôn nha, vị đúng mắm rồi. Nêm nữa nha. À, mắm nêm. Đúng rồi, là trưng của quán, tại mắm cũng ngoài đó vô chứ không có mắm trong. À, đó, đem từ ngoài đó vô luôn. Dạ. À. Rồi em nấu cái công thức riêng. À, đã. À. Đây, muốn chấm gì chấm nha các bạn. À, đây, đạo. Đây, em đang cắt rau răm của bánh tráng phộng mình nè các bạn. Mùa này bán thì sao em, ổn không? Dạ cũng ổn anh. À, tôi chú ý tao mua mang về này kia ha em. Dạ, đúng rồi, thường là em sẽ bán mang về nha. À. Có menu á chị. Thử giùm em rồi cho ý kiến cho nó. Cái này nãy em làm anh cho anh là cái gì? Dạ em đang làm bánh tráng trộn cu vi. À, đây là bánh tráng trộn cu vi. Trộn cu vi các bạn ơi. Là độc quyền bên em luôn. À, đó. Là độc quyền luôn á. Dạ. Gặp tuổi thơ nè. Trời ơi cái xí muội hoa mai này là mỗi lần ăn là nhớ tới hồi lúc mình còn nhỏ đó. À. Rồi kẹo xương cúm, kẹo tim, cam thái, trời vui quá ha, có quá chừng đồ ăn ngon luôn nè. À. Giờ kêu một phần bánh tráng muối tỏi cay nha. Nè nè đây là anh gọi nè, bánh tráng trộn cu vi nè. Với lại là đặc biệt của cái quán này hả? Đúng rồi. Với lại anh kêu thêm cái bánh tráng muối tỏi cay đi. À, làm anh cái bánh muối gì nè, bánh tráng muối tỏi cay nha em. Dạ. Với lại nước thì em cho chị cái trà tắc mật ong. Dạ. Anh uống trà đào cam xả nha. Rồi, trà đào cam xả luôn. Với lại nước sâm. Dạ. Để Hiếu ơi, cái trà tắc mật ong với lại trà đào cam xả nước sâm em uống nào? Trà tắc, vậy là hai trà tắc út em uống nào? Trà tắc mật ong, trà đào cam xả, chỗ nhiều đồ ăn ngon lắm nè. Long uống nào? Đây rau bên đây nè. Trà tắc mật ong hả? Mật ong đi chị. Vậy là hai trà tắc mật ong, một trà đào cam xả. Rồi rau sống để đây ha. Rồi dạ. Nhìn thấy đẹp không? Quá trời luôn các bạn, rau nè, cải nè, này là rau diếp cá nè, quá trời luôn giá đây ha. Bánh tráng không? Chị làm cái món cho mình rồi. À, ai mang đây thử đi. Còn cái có quay cái thực đơn của có đây quay cái menu đây cái đó. Ở đây nghe các bạn. Đây có Facebook ha. Có đầy đủ hết. Đây là cái quán Đà Nẵng xưa là chính gốc nha. Họ không có chi nhánh nha các bạn. Nem lụi là 40k ngàn phần ha. Và lá lốt là 40k phần.
bún mắm nêm 30k một phần, bún vịt nướng 30k một phần. Đây có sẵn đây các bạn, giá cũng bình dân lắm các bạn ơi, nó cũng ổn lắm ha. Mùa này ra đây quay cho ảnh nướng đây nè các bạn. Đây, đây anh nướng cho mình thấy đã không? À. Nướng sao là biết là chín anh? Nay gần chín rồi nè anh nè, nó vàng là vàng chín. Thấy là vàng ha. Chỉ để nữa là nó không ngon. Nó quá cái độ chín như vậy là quá rồi xíu nè. Giá cũng bình dân lắm các bạn, giá cũng ok lắm ha. Rồi mọi người có thể đi dễ lắm, đường dạng kiếp mình chạy vô chút xíu à, rồi mình có để cái địa chỉ tới đó, bạn có thể vào xem ha, rồi qua để có thể ủng hộ ảnh ha, rồi có thể mình muốn bán về này kia là đầy đủ hết. Thôi mời các bạn một cây nem đây này, đây với lại nè. Một cái bò ấy là đổi cái chuẩn bị ra dĩa kia cây nem á, hiểu không? Có nghĩa là bún mắm nêm là có cây bò đúng không? Bây giờ người ta đổi một tô là thành cây nem. Em số em là để chị để đồ lên rồi. Rồi đủ rồi ha chị. Ồ bây giờ mình đi nướng nữa kìa. Đó, nó nướng lúc nó còn xanh như vậy đó. Nó bốc khói lên đã không? Nướng chút xíu cái nó héo lại ha anh. Như vậy là này tươi nè, mình làm xong là mình bỏ trong tủ lạnh. Nó ngon, cái tươi ngon. Dạ. Mình nướng khoảng cỡ 2 đến 3 phút. Tầm 2 đến 3 phút là nó sẽ chín. Đúng rồi. Lửa phải đều, không có lửa mà lên lửa ngọn là không ngọt. Lửa ngọn là không ngon. Lửa đều là than đỏ ha. Đây mình cũng ăn mấy lần ở đây rồi, giới thiệu cho các bạn biết chỗ ha. Đây anh này anh làm rất đàng hoàng này kia, đồ ăn là có nguồn gốc rõ ràng các bạn. Mình bán rất lâu rồi, đúng không anh? Đúng rồi, cái đó quán nhà họ với gì bán 40 năm á. 40 năm hả anh? Ghê vậy. Là bán những cái món này luôn á hả? Chỉ có nem lụa và lá lốt thôi. Chỉ hai món này thôi. Đúng rồi. Nem lụa và lá lốt. Dạ. Mình vô đây thì mình thêm món bún mắm với bún thịt nướng. Dạ. Với khách ở trong này. Dạ. Có bún mắm là có bún thịt nướng nè các bạn. Bán kiểu miền Trung. Bán phong cách kiểu là miền Trung phải không anh? Đúng rồi. Dạ. Thôi em cái vô trong cái nha, bây sơ cái cho mấy bạn xem ấy. Ở đây là sắp chín nè các bạn. Đúng rồi, sắp chín mình ủ lại cho nó mềm. Ủ lại cho mềm. Mình để nữa, mình để như thế này lại tiếp là nó khô. Cái lát không? Dạ dạ. Ủ lại. Hiểu rồi. Cho nó nước nó mềm. Dạ. Nước do mình nó không xuống, nước bò nó không để đi hết. Đó, đây mình vô trong cái đi. Đây. Quay này là ngon. Thế bạn đi. Đâu, camera man. Anh ngồi đâu? Ngồi nè, chuẩn. Nhà anh còn hiến bàn kia không? Ngồi đó quay. Chị Long ngồi đây luôn vô. Chụp tấm hình nha. Có nói chị chủ không? Hỏi chị chủ là tại vì chị nói là bánh tráng nên là chị lấy ở lò cho nên bánh tráng rất là dẻo. Là ngon phải không? Chị nói hả? Hay chị nói sao? Bánh tráng hồi nãy anh không có hỏi bánh tráng. Anh mới hỏi chị. Hỏi chị em đi kể lại cho anh nghe thôi. Đồ ăn rất là sạch sẽ luôn. Đồ ăn bình dân. Mà rất là ngon luôn. Ủa còn thiếu, mình còn thiếu gì không? Mấy dùng luôn đi. Nãy giờ em ăn thử review bánh tráng. Giờ em đi review bánh tráng thử coi. Em giới thiệu đi. Anh thì đâu có thường ăn bánh tráng như em ăn đi. Nè, nhìn cái miếng bánh tráng là biết dẻo rồi, đúng
sáng là nhìn là biết dẻo rồi. Ngon quá trời. Nãy giờ em ăn nửa bịch rồi, ngon quá, ăn hết nửa bịch rồi. Dẻo luôn hả? Dẻo không? Có tép mỡ hay gì vậy? Có tép mỡ luôn. À, có tép mỡ. Có tép mỡ. À, thế là lạ ha. Có khô bò phải không? Khô bò. À. Trứng cút. À. Mỡ hành. Mà đại thích nhất đó là cái là hành phi là ta tự phi rồi. Đi sát vô em, đi sát vô. Nhìn là biết cái hành phi tự phi rồi. Bịch này giá nãy nhiêu ta? À, nãy có ghi trong menu không biết. Không có đâu. Chắc 15 quá. 20. Chắc tầm 20 ngàn các bạn ơi. Giá là 20k ha. Ừ. Mà nhiều chứ bộ nè, quá chừng luôn. Mình thích nhất là bánh tráng dẻo là thấy thích rồi đó. À. Đúng không? Bánh tráng này ngon. Không phải như ngoài bán là bánh tráng mà người ta cắt sợi sợi giống như mấy cái rìa rìa. Còn này giống như là nguyên bánh tráng bự mà người ta xé ra vậy đó. Cho nên cái miếng bánh tráng đặc biệt rất là ngon. Gái thích ăn cái này lắm. Na mình không biết. Cái quan trọng là người ta đi, làm thoải mái. Cái nguyên phụ liệu là đàng hoàng. Cái gì cũng tự tay làm hết. Cái đó là cái quan trọng nhất á. À. Đây là mình có nguồn gốc rõ ràng các bạn. Cái này. À, thì giờ mình ăn cái trà tắc mật ong. Mình không có lấy dĩa luôn hả? Mật ong coi sao anh? Ngon. À. Ngon hả? Ủa anh Ly của anh đâu? Đó. Chưa mình chưa thử là chị mình nói là ngon rồi đó. Đây là trà tắc mật ong quý vị khán giả. Chua chua ngọt ngọt. Có cái vị mật ong trong đây các bạn. Cũng vừa. Thanh lắm. Thấy nắng mà nói chung là uống nó vô này thôi nó thanh nhiệt ra luôn. Bé bán bánh tráng chấm mình thấy bánh tráng ngon. Các bạn thấy bánh tráng không? Cái này là bánh tráng chấm nè. Cuộn rau răm chấm. Rồi mình ăn thử ra luôn đi. Mình review cái bánh tráng luôn đi rồi mình qua bên đây nha các bạn. Giới thiệu xong cái bánh tráng cho các bạn xem đi. Chút mình xíu mình sẽ để cái địa chỉ và số điện thoại ở dưới ha. Ai có cái dụng gì thì cứ gọi vào số này nha. Nhà ta đây nên buôn bán. Hiếu, em ăn đi. Cứ bình thường đi, ăn hết đi. Cứ tự nhiên đi không sao đâu. Anh thích cảnh anh là quay rồi quay tự nhiên chân thật. Ngon. Sao em? Ngon lắm. Ừ. Bánh tráng dẻo, còn rau răm thì thơm, còn nước chấm không biết. Vừa ăn lắm. Hơi bị ngon luôn á. Nè tụi con ăn thử đi. Anh thử đi, thử đi, anh thử đi, mình quay mình cảm nhận mỗi người coi làm sao. Rồi giờ mà anh ăn thử luôn, anh không biết ăn cái này gì. Như Nam ăn cái này bạn. Đây để giờ bà xã cuốn cho mình ăn thử coi. Ủa bà không chị cuốn cho nữa. Để anh thử coi, thử coi sao. Rồi không cuốn cho chị luôn. Nè, rau răm nè. Ủa bên trái cuốn rau răm không bạn? Mình không biết. Cuốn vô một cái nè. Không biết sao nữa. Đây trình chấm thử nha. Mình quá ăn cái này lắm. Bánh tráng rất dẻo nha bạn. Làm dừa lắm ha, ngon ghê luôn á. Chú mua mấy phần vậy. Chấm này chua chua, mặn mặn. Ngon quá em ơi. Dạ. Ngon thấy là rất lạ. Ai vậy hả? Là lạ lắm. Cậu này muối tỏi cay. Chắc này sở trường của Út, cho Út review đi. Nghe cài là chị không ăn được. Rau gì? Đó. Được không? Ngon lắm. Ăn thử đi, em ăn thử đi. Ngon. Đó. Mà mình ăn mình cảm giác như ta làm thiệt tình á. Mình ăn mình thấy yên tâm lắm. Ha. Đây là ăn cái thấy cảm thấy ok quá hả? Đúng ra là vợ chồng của mình nó ăn mấy lần rồi. Thấy rất là ngon, bởi mấy quyết định review với lại vô tình á, một lần nghe bà chủ quán nói á, là giống như mình làm cái gì á, cũng bằng cái tâm. Cái câu đó là em tâm đắc nhất luôn á, tại vì quán em cũng vậy. Thành ra là hả, mình nghe câu đó mình thấy thích lắm. Đúng rồi, mình buôn bán mà mình làm cái gì cũng bằng cái tâm á, thì đồ ăn nó sẽ ngon, với lại mình làm thật tình. Chứ còn mình làm
không có tâm á, mình làm bậy bạ ăn vô nó cũng không có tốt cho sức khỏe. Hình như mình bán đồ á thì mình cũng phải biết cái nguồn gốc rõ ràng các bạn. Thà mình lời ít đi nhưng mình giữ cái lượng khách của mình á ổn định lâu dài ha các bạn. Lời ít nhưng mà mình lời số lượng nhiều. Ta sẽ mình đã đàng hoàng là ta giới thiệu cho nhau á, ta sẽ đến ủng hộ mình à. Còn nếu mình bán mà mình chặt chém bán tầm bậy tầm bạ, ta ăn đúng một lần ta không bao giờ quay lại các bạn ơi. Mình không có thể duy trì ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác được. Đúng không các bạn? Bạn làm gì các bạn có cái tâm là bạn sẽ thắng lợi thôi, đúng không? Ấy mình giới thiệu cái nem nướng này kìa, mình cũng thích ăn nem đây, nem nướng rồi bò lá lốt nữa. Đó là rất dẻo các bạn. Anh nghe nói là bánh tráng này là bánh tráng gì anh? Bánh tráng này nó bán chợ chỉ em không biết là gọi là. Nhưng mà giống như ảnh. Anh thấy nó dẻo ngon quá ha. Anh lấy loại ngon. Đúng rồi. Chỗ này mình đi lựa rất là nhiều loại bánh để phù hợp. Có là bánh là nhúng nước nữa thì khi mà cuốn có rau á, có nước gia vị những món hay của mình là nó mềm bánh nó rẻ mất. Để mình lấy cái bánh này. Tên bánh mình không biết. Hàng chi đó bánh tráng rất là ngon. Cuốn nè, nó không cần nhúng nước luôn nó cũng dẻo, dẻo mà dẻo. Khi mà vô nước thì nó cũng bị rã như là mấy bánh tráng kia. Bạn thấy không? Dạ. Đây. Mình khi muốn gì thì hỏi thêm nha. Dạ dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn. Dạ. Mình bốc luôn nha các bạn. Đó. Mình ăn cái này phải bóc tay thôi. Mình rửa tay sạch sẽ hết rồi bạn yên tâm nhé. Đây bún, tao thêm miếng rau ống giá. Đây, tao dập cá luôn. Thường thường mình chấm này thường thường mình chấm gì ta? Nước chấm này đi, nó chấm đặc biệt của quán nào phải không? Đây. Không, anh bỏ lá lớp á thì anh thấy chấm mắm nêm. Còn cái này còn thì phải không? Thì mới chấm tương. À. Phải không ta? Bỏ lá lớp. Chấm mắm nêm. Thì bò rất tươi ngon mà nãy nướng rất thơm ha. Nước chấm này cũng ngon lắm. Đốt vừa ăn. Thịt này rất ok bạn. Cái miếng thịt đó ướt át á. Mình đòi ăn cái tươi đó nè. Bò này rất tươi. Nướng vừa tới á. Ok. Thích nhất đó là đốt ướt át. Năng thử cũng đang nha. Cuốn này nè. Mình cuốn chanh đi. Gỡ thịt nè. Đây kỹ thuật các bạn ơi. À, người nhà ăn không mà bóc tay đi nha. Ăn có món này bóc tay ăn cho nó ngon. À mà thấy đã không? Cho cái này vuốt ra. anh đang vuốt cái này chưa? Anh vô quán hôm bữa anh chỉ mà cầm ngon hơn. Cho ngon hả? Anh thích là bánh đang cầm. Ăn thử chưa? Ăn thấy ngon. Đây bà chị xã làm cho mình nha các bạn ơi. Dạng bò lá lớp đó vậy đây nè. Đây chấm. Nhiều chỗ. Nãy nước chị này. Chị thấy chỗ này là ngon nhất. Này này tương, tương công thức đặc biệt của quán này nha các bạn. Nè sạch sạch đã các bạn thấy không? Đó. Cậu ăn thử nem chưa? Nem ngon quá hả? Nước vừa ăn. Nước sạch sạch mà. Nướng vừa tới á, ngon. Thơm. Em ăn thử cái đi. Ngon, béo, hợp quá. Rất tuyệt vời. Cho, nó có cảm nghĩ thế nào. Mình nghĩ bán ở đây sao? Trời, em thích, ăn mỗi ngày cũng được mà. Các bạn ăn cái này là bún mì nước nha các bạn. Bún mì nước đây đặc biệt. Có cái là mình cái hai loại nước nước chấm đây nè. Đây nước mắm, cái này nãy là nước cái gì? Nước sốt của quán này ha. Thì hai loại lên luôn. Có thấy đã không ạ? Đồng chung luôn đó các bạn.
có thịt ở trên nè, thì có hành phi nè, thì có rau, có dưa, có giá, trộn chung hết và quyện vào nhau để coi sao ha các bạn. Hai loại chất chấm này, đây là cái tô đặc biệt ở quán này ha các bạn. Thấy có cải nữa nè, có chấm gì không ta, chắc nghĩ không chấm thì chắc nó cũng vừa miệng rồi. Thì câu đều lên nha các bạn. Đó, rồi thấy đã không? Trộn lên cho nó thấm á. Rồi, bây giờ ok rồi. Hay là nước sốt này hòa chung vô không ạ? Ở thịt nướng này coi sao ha. Ớt vừa ha, thơm. Thơm ngon đấy. Rồi các bạn ơi, đây thấy dừa khỏi chấm gì không? Đúng không? Thấy độc lạ các bạn ơi. Không có lý không? Ngon quá. Ai dùng thử không? Ăn thử rồi cái miếng thịt ở đây nó có khác cái gì khác không? Đặc biệt cái này là ớt rất là mềm được ăn nhiều lắm. Ớt rất ngon. Thật sự ớt rất ngon. Để chị thử. Thử rồi. Ăn đây thịt nướng ngon lắm các bạn, ớt ngon thơm, nướng vừa miệng ăn lắm. Ngon quá. Nếu các bạn đến đây các bạn nên thử cái món này nha, bún vịt nướng đặc biệt ở đây ha, có hai nước sốt đó mình chốt chung luôn nó rồi. Ngon rồi, cảm ơn bạn ha. Ngon đó. Các bạn nên thử nó nha, rất tuyệt vời đấy. Cái đậu dừa ăn á, nó rất vừa, không có lạc mà không có mặn nữa, rất ngon nha các bạn. Bạn nên đến đây nên thử cái món này thử ha. Rồi, giới thiệu cho bạn một món chả bò ha. Anh ngồi ngồi đây cho anh. Chả bò này mình ở đâu anh? Bò mình làm tự mình làm. Sáng mình đi chợ Bà Chiểu nè. Lấy bò nóng. Mình làm. Chả bò để mình ăn thử, mình cầm em này. Chả bò mình bán cũng lâu chưa anh? Chả bò đây mình làm cho những người quen thôi hả? Vô anh em với bà là lốt nè. Chả bò là nặng á. Dạ. Nhà đặt với mình đâu có bán đúng số lượng nhiều đâu. Dạ. Ngon. Hôm nay ăn thôi với tỏi nè các bạn. Với tỏi nè. Muối tiêu. Dạ. Tỏi muối tiêu nữa. Giờ mình ăn không ăn không. À, ngon mà. Từ cái đầu này hả? Anh bán khoảng bao nhiêu gram? Một con này thịt thông nha, không tính lá là nửa ký. Nửa ký. Còn nửa ký. Dạ. Không tính lá. Là giá thị trường bây giờ là khoảng một ký là 400. Còn khi mà bò rẻ thì mình giá xuống và lên thì lại lên vì mình phụ thuộc vào thịt bò mà. Dạ. Giá mùa dịch đây nè, heo nó mắc, bò đi theo. Quay lên giá theo. Lên theo. Ngon quá. Vậy là mình làm kiểu miền Trung. Nay chỉ miền Trung ha. Ngon quá.
Ngon bà. Ăn đi nha. Dạ dạ. Dạ dạ bà. Chả bò em rất ngon bà. Nên đến đây nên thử cái này thử cái. Này không còn chấm nhiều ăn hết cũng vừa ăn. Nếu chấm được muối tiêu cũng ok. Thơm dai. À hả? À, để em qua luôn. À, qua đây. Cái này cũng làm từ chả bò. À, xác chưa? Nãy là cái này là gì em? Bún gì? Bún mắm nêm hả? À, bà thấy đã không bà? À, đây có thành phần nè, các bạn xem nè. À, chả bò nè. À, lá lốp nè. Thì có thịt ba rọi nữa. À, các bạn thấy không? Thấy ngon không? Có để trên cái hành phi ở trên nữa các bạn. Bên đây có gỏi đu đủ nè. Đó, bà thấy đã không? Tuyệt vời không? Dưới đây bún. Bún. Đây. Có rau ở phía dưới đây các bạn. Đó, mình ăn thì mình em mắm nêm mình trộn chung lên ha. Đây là thấy ngon á. Một phần này là khoảng bao nhiêu tiền vậy em? Dạ, phần là 30.000. 30.000. Ờ, giá nó cũng rất bình dân nha các bạn. Tô lớn lắm. Các bạn thấy vậy thôi chứ to to lắm các bạn. À, chỉ có 30.000 thôi, giá rất hợp với mọi người ha. Đây, quán ăn đây là rất sạch sẽ nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn nha.